Tiếp tục lên với một con sáp cổ cho bác ạ. À, con sáp cổ này chóa lồng, lồng này 40. Chóa lồng này 40. Cánh 30. Tất cả đều được đúc bằng gang. Con này lại đúc gang liền từ đế lúc lên thân bác ạ. Liền tất gang lên đây. Nặng chai tay luôn. Con này con sáp giá 3 triệu 6 nhá. Đây. Sáp. Sáp đời chữ ký luôn, chữ ký. Sáp tiếp. Ok, đây ạ. À, cái nút đằng con này đây, tốc năng đây. Đây là bật tắt tốc năng các bác nhé. Con này em đã lắp biến đổi nguồn trong này cho bác rồi, điện đang chạy điện 220, có lắp biến thế trong này rồi. Nên bác muốn đây là gọi tốc năng này. Đấy, bác bật đấy là tốc năng nó đảo đi đảo lại. Này tắt tốc năng này. Đấy. Em cứ tắt đi, quạt thì ok. Đây ạ. Đấy, mọi người nhìn nào. Đây, gàng này, gàng hết lên đây. Thép hết. Rất là nặng luôn. Cực kỳ nặng. Đây con này hơi mờ mất rồi. Nó vẫn còn số dập này 302 799 1. Con này để cho bác mức giá rồi, 3 triệu 6 nhé. 3 triệu con này mà chơi với đây gọi là quạt bàn đấy, để cổ đây. Dây. Nó dây ngày xưa nó mềm nhũn đó. Rất tiện. Đấy, không nhớ được. Nó hơi nặng, thôi để em úp nghiêng nghiêng này cho bác nhìn nhé. Đây, cầm tay úp này. Đấy. Đấy, dưới đáy này. Dưới đáy là một tấm thép trắng. Ok. À, 3 triệu 6 các bạn. Sáp còn zin hết nha. À, lồng cánh thiết kế theo kiểu xéo 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 á. Chạy tất tất cả số chạy bình thường. Tốc năng này. Đấy, đã lắp đổi nguồn cho bác rồi. Nguyên cái biến thế lắp bên trong nó mất 200.000 rồi bạn. Rồi, chào các bác.